Không phải ai cũng thích trường học, nhưng ai cũng mơ ước được đến thăm trường phép thuật. Đây là Grace, và bạn ấy kiểm soát không khí. Ồ, đây là cái gì? Ai đó đã gửi thư cho tớ. Ôi, không biết ai đã gửi mình nhờ. Ôi, đây là lời mời đến trường phép thuật. Hoan hô! Còn đây là nàng tiên cá Jess của chúng ta, và ấy, bạn ấy điều khiển nước. Tớ rất là thích bơi giữa cá và san hô. Ôi, có thể gì tuyệt vời hơn chứ. Ôi, đây là phong bì sao? Bên trong có gì thế này? Oh wow, tớ được ghi danh vào trường phép thuật rồi. Tớ mừng biết bao. Còn đây là Monica, và bạn ấy điều khiển ngọn lửa. Thở ra và thư giãn và... Cái gì thế này? Đây là lá thư sao? Ôi, nó đang bốc khói rồi này. Cần phải dập tắt nó ngay lập tức. Ôi, may quá. Bây giờ xem nào. Ôi, họ đang chờ tớ trong phép thuật. Hoan hô, tớ đã mơ vào điều này lâu lắm rồi. Hôm nay là một ngày thật là tuyệt vời. Tớ muốn ngồi xích đu và thưởng thức gió tuyệt vời. Còn đây là Sophie xinh đẹp và tất cả các loài thực vật đều vâng lời cậu ấy. Ồ, đây là gì? Thật là thú vị. Bức thư sao? Wow, nó là dành cho tớ. Tớ được mời đến trường phép thuật này. Cuối cùng, tớ đã chờ điều này lâu lắm rồi. Ồ, wow, các bạn ở đây trông thật là tuyệt vời. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ học cùng nhau. Tớ đề nghị chọn giường đi nhé. Tớ sẽ lấy cái ở dưới. Còn tớ thì chắc là sẽ lấy cái ở trên. Ừ, tớ rất thích trên này. Ôi, nhưng mà tớ quên mất vali của tớ ở dưới rồi. Chắc là đến lúc tớ phải nâng nó lên một chút rồi. Nào, bay đến đây như gối nhỏ của mình. Tuyệt quá. Còn bây giờ là những thứ khác nào. Ôi, những cái bút yêu thích của tớ. Sách vở. Tuyệt quá. Ôi, cái này thì chắc phải là dùng nhiều lực hơn. Nào, cố lên, cố lên. Đến đây nào. Thêm một chút nữa thôi. Ôi, ôi, hình như tớ làm quá rồi. Phù. Oh wow, trời ạ, buồn cười thật đấy. Các bạn cứ cười bao nhiêu cũng được. Nhưng mà tớ đã làm xong giường của tớ rồi đây này. Thôi được rồi, bây giờ đến lúc tớ gỡ đồ đạc của mình. Nào xem nhé. Ups, hình như trong khi tớ đã bơi, vali của tớ bị ướt hoàn toàn rồi. Tớ nên phải làm gì với những thứ này bây giờ? Ôi trời ạ. Chắc là tớ có thể giúp cậu. Chờ một chút nhé, bây giờ mọi thứ cậu sẽ khô ráo thôi. Tuyệt quá, cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng mà sao lại có mùi cháy ở đây? Monica, hình như cậu cũng đã làm quá sức rồi. Ôi, cái gì thế này? Trời ạ, thật là kinh khủng. Ôi, trong cái quyển sách của tớ, nó có một cái lỗ rất là to. Thế mà cũng giúp. Ôi, hình như tớ làm quá rồi. Xin lỗi nhá. Tớ thấy ở đây không có một cái cây nào. Nên lúc phải sửa việc này rồi. Hãy thêm một ít hoa nhá. Ồ, tớ nói một ít thôi. Trời ạ, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Nào, nào cho lại vào trong này đi. Các bạn sẽ ngồi ở đó đến khi các bạn học được cách cư xử đàng hoàng. Tớ đã nói là ngồi trong này đi. Đừng có mà kéo ra. Đấy, xong rồi. Phù. Bạn tạm thời sống ở dưới gầm giường nhé. Các bạn đừng có để ý. Ôi, cuối cùng đến lúc tớ mở vali của mình rồi. Tớ biết tính cách của mình. Vì thế tớ luôn mang những thứ cần thiết nhất. Xin chào bạn. Nhưng mà tại sao cậu cần bình chữa cháy? Chiêu. Ôi.
Các bạn đừng hoảng sợ, tớ biết phải làm gì trong tình huống này rồi. Bây giờ tớ sẽ làm nên. Đấy, bây giờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đừng có để ý, đầu để chính là mọi thứ đã xong. À, bây giờ tớ hiểu rồi. Ôi, chuyện này xảy ra thường xuyên với cậu ấy sao? Ôi, đây là đồ rất là dễ dàng, mọi thứ có thể kiểm soát mà. Ôi, chiếc giường xinh đẹp tớ đã làm xong rồi, trông nó tuyệt vời hơn. Tớ cũng đã làm cái rất là tuyệt vời cho tớ đây này. Ừ, tớ cũng rất thích mọi thứ trông rất là ổn đúng không? Nhưng con bạch tuộc này sẽ nhắc tớ về biển. Đã đến lúc xem lịch trình, bài học đầu tiên của chúng ta là... Cái này, đến lúc phải đến cặp sách đến lớp thôi, các bạn đừng đến muộn nhé. Buổi học đầu tiên thật là thú vị, tớ sẵn sàng rồi. Bây giờ đến thôi. Ừ, tớ đến đây. Sao, cậu sẵn sàng chưa? Đừng có trễ vào ngày đầu tiên nào. Tớ tự hỏi cô giáo của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Chào mừng bạn đến với trường phòng học phép thuật. À, các bạn ở đây sao? À đây, tớ là giáo viên tuyệt vời của các bạn. Wow, trời ạ, tuyệt vời quá. Xin cảm ơn các bạn. Jess, lên bảng đi nào. Em sao? Đúng không? Nhưng mà em không muốn. Thôi được rồi. Hãy cho chúng ta xem bạn có thể làm được gì. Nào, cô đợi đấy. Ờ, em có thể làm gì? Ờ, đây, nhìn đây. Nhìn này. Em có thể điều khiển những quả bong bóng này. Hay đấy, tiếp tục đi Jess. Em cũng có thể tung hứng chúng, có thể nhấc chúng lên cao nữa này. Ôi không, hình như nó không nghe mình nữa rồi. Ôi, chuyện gì thế này? Trời ơi, tại sao em lại làm như vậy? Oops. Ôi, em vẫn còn phải học và học đấy. Ngồi vào chỗ đi. Grace, hãy xem em có thể làm gì nhá. Vâng, em sẵn sàng. Ok, làm chúng ta ngạc nhiên đi. Vâng ạ, bây giờ em sẽ tạo một lốc xoáy nho nhỏ. Như này này. Và em có thể phóng to nó lên một chút. Không tệ, không tệ. Nhưng hình như thế là đủ rồi đấy. Grace, Grace, ngăn nó lại đi. Ngăn nó lại trước khi nó làm hỏng cả lớp của chúng ta. Em không thể, nó không nghe giữ em. Ôi, trời ơi, cô ơi. Ôi, mình đang ở đâu? Mình đang làm gì ở đây? Oops. Ôi, chắc là em về chỗ đây ạ. Grace, em đi đâu rồi? Chúng ta vẫn chưa xong. Monica, nào xem nào. Bây giờ em sẽ cho cô xem em đang biết làm gì. Ừ, ổn lắm. Có thể làm gì khó hơn được không? Tất nhiên rồi. Cô thích cái này không? Rất là tuyệt vời đấy. Và em có thể bắn trái tim này. Nhưng mà cô cẩn thận nhé. Ôi, hình như muội mất rồi. Ôi, bây giờ cô giống như bánh mì nướng cháy vậy. Ôi, thôi đủ rồi đấy. Sự kiên nhẫn của cô hết rồi. Ôi, thôi được rồi, em đi đây ạ, em đi đây. Em cũng muốn thể hiện những gì em có thể làm được. Thôi được rồi, còn việc gì tồi tệ hơn có thể xảy ra chứ. Bây giờ. Một chút nữa thôi. Ôi, cô đã sợ lắm rồi. Ồ, trời ơi, đẹp thế. Wow, đẹp thật đấy. Quá là tuyệt vời. Ờ, cái này nó gì là gì nữa đấy? Ôi trời ơi, đi ra đi. Sự kiên nhẫn của cô hết rồi đấy. Ôi, Miss Tina. Ôi, chuông rồi này. Chúng ta đi thôi. Hẹn gặp lại cô ở trong lớp học tiếp theo nhé. Vâng, chúng em đi đây ạ. Em chào cô ạ. Chờ đã các bạn. Ôi, chờ đã, các em phải giúp cô chứ. Sao, các bạn có thích ngày đầu tiên không? Tôi nghĩ rằng chúng ta biểu diễn rất là tốt đấy. Rất là tuyệt vời. Ồ, các bạn, tôi có một ý tưởng rất tuyệt vời. Chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng đi. Thêm một chút lấp lánh và nhạc. Đấy, thêm một ít lấp lánh nữa.
Sophie, cậu làm tuyệt vời lắm. Ừ, tớ không có một ý tưởng nào tệ đâu. Và có thể bật nhạc nữa. Tuyệt quá, thật là vui. Các bạn ơi, nếu mà thêm một đồ ngọt thì sao? Từ cái này, tớ đã làm một cái rất là tuyệt vời hơn. Các bạn hãy nhìn đây này, như này tuyệt vời hơn rất là nhiều đúng không? Wow, cậu làm tuyệt lắm Grace. Còn tớ nghĩ chúng ta cần thêm đồ uống nữa cơ. Abracadabra. Nhìn này, cốc tay tươi sáng và ngọt ngào cho những cô gái thông minh. Các bạn uống đi nào. Wow, tuyệt quá. Còn tớ cũng có một ý tưởng đây này. Chỉ cần một vài phút nữa thôi và bỏng ngô đã sẵn sàng. Tớ thích sức mạnh của tớ quá. Ôi. Ôi, bỏng ngô nổ mất rồi. Hình như tớ lại quá tay rồi. Ôi, nhưng mà rất là vui mà. Hãy nhanh đăng ký kênh Munchido để không bỏ lỡ những video thú vị như thế này nữa nhé. Và các bạn đừng quên viết trong phần bình luận các bạn thích sức mạnh nào nhất dành cho riêng bạn.